Vào năm 2017, thông qua những hình ảnh mà Hubble ghi lại, các nhà thiên văn học từng báo cáo về một cái bóng lạ quét qua bề mặt của một đĩa khí bụi hình bánh kép khổng lồ bao quanh ngôi sao lùn đỏ TVK Hydrae. Bóng ma này không phải từ một hành tinh, mà từ một đĩa khí bụi khác, nhỏ hơn nhiều và hơi nghiêng so với đĩa bên ngoài. Mới đây, bóng ma thứ hai tiếp tục hiện ra. Theo SciTech Daily, nó được xác định là đĩa khí bụi thứ hai. Cả hai bóng ma này đã cung cấp cái nhìn ngoạn mục về hai hành tinh ở một giai đoạn chưa từng thấy trước đây. Hai phôi thai còn chưa rõ hình dạng. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học John Deeps từ Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian ở Maryland, Mỹ và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA, cho biết đó cũng là hai đĩa tiền hành tinh hoàn toàn khác biệt so với những cái từng biết. Ban đầu chỉ thấy một cái là vì chúng chỉ như một hoặc ít nhất nằm sát nhau và hoạt động cùng một cách. Bỗng dưng hai bóng ma này tách ra và bắt đầu cho thấy chúng là hai chiếc đĩa riêng biệt, hoạt động khác nhau, mặt phẳng quỹ đạo cũng hơi khác nhau. Điều này vẫn đang khiến các nhà khoa học bối rối và cả thú vị bởi sẽ tiết lộ những điều chưa từng biết về cách một hành tinh ra đời. Các dữ liệu ban đầu cho thấy các hành tinh non trẻ này nằm trong một khu vực có khoảng cách gần bằng sao Mộc so với mặt trời, quay quanh sao mẹ mỗi 15 năm, có mặt phẳng quỹ đạo nghiêng từ 5 đến 7 độ so với đĩa tiền hành tinh chính của sao mẹ. Bất ngờ hơn là điều này hoàn toàn phù hợp với kiến trúc phong cách hệ mặt trời, có thể cung cấp cho các nhà thiên văn cái nhìn xuyên không về quá khứ để suy ra cách thế giới của chúng ta hình thành. Đĩa tiền hành tinh của sao mẹ cũng gồm hai đĩa trong và ngoài, trong đó đĩa ngoài có thể có bán kính gấp vài lần vành đai Kuiper của hệ mặt trời. Đĩa này cũng có khoảng trống kỳ lạ, ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách sao Diêm Vương với mặt trời, cho thấy khả năng về một hành tinh thứ ba. Lần đầu tiên trong lịch sử, chứng kiến khoảnh khắc hành tinh bị nuốt chửng. Các nhà thiên văn học đã chứng kiến sự bùng nổ dữ dội của ánh sáng. Từ một hành tinh bị ngôi sao chủ của nó nuốt chửng, số phận kịch tính như vậy cũng đang chờ đợi trái đất khi mặt trời phình rộng nhanh chóng ở gần cuối vòng đời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nhà nghiên cứu ghi nhận được khoảnh khắc khi một ngôi sao già phình lớn đến mức một hành tinh gần đó bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo, đẩy các luồng khí và bụi vào không gian trước khi cuối cùng lao xuống vực sâu rực lửa. Theo ông Keith Salaide, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại MIT ở Cambridge, Massachusetts, cho biết, giống như nhiều khám phá trong khoa học, đây là một khám phá tình cờ đã thực sự mở rộng tầm mắt của chúng ta về một hiện tượng mới. Đó sẽ là số phận cuối cùng của trái đất. Dấu hiệu đầu tiên về thảm họa vũ trụ xuất hiện vào năm 2020, khi ông Keith Salaide phát hiện một vụ nổ ánh sáng giữa các quan sát được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu Zwicky Chanzen Facility tại đài quan sát Paloma ở California. Tia sáng được truy dấu tới một ngôi sao cách xa 12.000 năm ánh sáng, gần chòm sao Aquila, đang trở nên sáng hơn vài trăm lần chỉ trong 10 ngày. Các nhà nghiên cứu trong nhóm cho rằng đã xảy ra sự hợp nhất của các vì sao, trong đó một ngôi sao hấp thụ một ngôi sao khác trong quỹ đạo của nó. Nhưng các quan sát tiếp theo từ đài quan sát Keck ở Hawaii không củng cố ý tưởng này. Hầu hết vụ hợp nhất sao đều phun ra hydro và heli khi ngôi sao này ăn mòn ngôi sao kia, nhưng sự kiện này không cho thấy dấu hiệu của cả hai nguyên tố. Các quan sát sâu hơn với camera hồng ngoại tại đài quan sát Paloma cho thấy ngôi sao này cực kỳ sáng ở vùng cận hồng ngoại, tiến sĩ Keith Salaide cho hay. Ông cho rằng, sau tia sáng nóng màu trắng ban đầu, ngôi sao phun ra khí lạnh hơn vào không gian và ngưng tụ thành bụi có thể nhìn thấy được ở bước sóng hồng ngoại. Các nhà khoa học vẫn hướng suy đoán về sự hợp nhất của các vì sao, nhưng các chi tiết vẫn chưa rõ ràng cho đến khi nhóm nghiên cứu phân tích thêm dữ liệu từ kính viễn vọng không gian hồng ngoại NOAA của NASA. Phân tích cho thấy vụ nổ rất mờ nhạt, bất cứ thứ gì rơi vào ngôi sao chủ đều nhỏ hơn một ngôi sao khoảng 1.000 lần. Đó là lúc chúng tôi nhận ra đây là một hành tinh đâm vào ngôi sao chủ của nó, ông Đe nói. Kết hợp dữ liệu lại với nhau, tiến sĩ Keith Salaide cho rằng sự kiện này liên quan đến một hành tinh có kích thước bằng sao Mộc quay quanh ngôi sao chủ của nó cực kỳ nhanh, hoàn thành một quỹ đạo trong vòng chưa đầy một ngày. Nó bắt đầu lướt qua bề mặt của ngôi sao khoảng 9 tháng trước khi vụ nổ ánh sáng xảy ra và tiếp tục trong vài trăm quỹ đạo trước khi cuối cùng lao thẳng vào ngôi sao, khiến nó sáng vụt lên nhanh chóng rồi mờ dần. Ngôi sao bây giờ trông rất giống với ngôi sao trước khi bùng nổ, ngoại trừ nó được bao quanh bởi lớp vỏ bụi đã bị đẩy ra trong chính vụ nổ. Chi tiết phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature.
Khi một ngôi sao hết nhiên liệu vào cuối vòng đời, nó sẽ nở ra gấp 1 triệu lần so với kích thước ban đầu, nhấn chìm các hành tinh lân cận trong quá trình này. Khi mặt trời đạt đến điểm này trong tương lai, nó sẽ phồng lên đủ để nuốt chửng sao Thủy, sao Kim và cả trái đất. Morgan McCloud, nhà vật lý thiên văn trong nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard, cho biết: "Mọi người trong thời đại này có thể chưa cần nghĩ tới điều này, bởi khoảng 5 tỷ năm nữa nó mới xảy ra. Chúng tôi cho rằng các hành tinh sẽ khá khắc nghiệt vào thời điểm đó, vì mặt trời cũng tăng nhiệt, vì vậy tất cả nước sẽ bốc hơi khỏi trái đất và đó sẽ không phải nơi để sinh sống nữa." Phát hiện ngã ngửa về quái vật vũ trụ hình củ khoai. Đại đồ thị vũ trụ M87, thứ được phân loại là thiên hà hình elip khổng lồ, cách chúng ta 55 triệu năm ánh sáng, vừa tiết lộ một loạt sự thật gây choáng váng về cấu trúc của nó. Nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20 của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Hubble đã cho thấy có khoảng 1.000 tỷ thiên hà lang thang trong vũ trụ và chúng mang một số hình dạng cơ bản. Ông đã dùng kính viễn vọng mạnh nhất thời đó để quan sát vũ trụ và phân loại các thiên hà thành các nhóm hình dạng khác nhau. Một số có dạng đĩa xoắn ốc như Milky Way hay Ngân Hà, tức thiên hà chứa trái đất, một quái vật lớn trong thế giới thiên hà xoắn ốc. Một dạng thiên hà phổ biến khác có khả năng còn vĩ đại hơn, gọi là thiên hà hình elip, không phẳng mà nó gần giống như một quả bóng bằng bông. Thế nhưng hình dạng ba chiều của chúng vẫn là bí ẩn, vì chúng ta chỉ có thể nhìn chúng từ xa. Một nhóm khoa học gia đến từ trường Đại học California ở Berkeley, Mỹ đã sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và đài thiên văn Keck đặt tại Hawaii, Mỹ để lập bản đồ 3D của M87 và mô tả hình dáng của nó giống như là một củ khoai tây. Họ cũng xác định được khối lượng của lỗ đen trung tâm ở lõi thiên hà to đến 5,4 tỷ lần mặt trời, gần gấp đôi dự đoán trước đây thông qua ảnh 2D. Với khối lượng thậm chí gấp 10 lần ngân hà khổng lồ của chúng ta, quái vật siêu cấp này có thể là kết quả của rất nhiều vụ sáp nhập thiên hà. Trong đó, lỗ đen quái vật lớn không tưởng cũng là kết quả của nhiều lỗ đen trung tâm thiên hà hợp nhất,